CSP Carbon Sport 3 xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ review về sản phẩm Bensolite X-Quad L7 nha các bạn nha. Thì phiên bản này là phiên bản đặc biệt nha các bạn. Thị trường hiện tại là chỉ có một cây duy nhất này thôi nha các bạn nha. Đó là L7 phanh vành ha. Nghĩa là hắn gom á các bạn. Phanh vành ngàm hai ốc. Thì những anh chị mà đang sở hữu những cái chiếc xe mà hắn rim đời cũ á, thì anh chị đã có group rồi, có bánh rồi. Các bạn lại thích chơi SL7 thì nhưng mà SL7 thì trước giờ là chỉ phanh đĩa thôi các bạn, không có phanh gom ngàm hai ốc ha. Thì hiện tại mình sẽ lấy về một cây nhất này để chứng minh cho anh chị biết rằng là SL7 là vẫn có phanh vành ngàm hai ốc nha các bạn nha. Và nó sẽ lên cho những cái chiếc xe cũ của mình nâng cấp lên khung X-Quad L7, mình không có xài khung nhôm hay là khung dòng đời cũ nữa. Chiếc này hiện tại là size 49 nha các bạn, size 49 X-Quad L7 phanh vành ngàm hai ốc. Thì hiện tại combo của khung này gồm có khung phuộc, cúc yên, ghi đông, bu tăng ha, và giá của nó là 16 triệu nha các bạn, 16 triệu bảo hành 2 năm lỗi đổi mới ha. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem những cái tem. Tem này là tem giác vàng nha các bạn, giác vàng 24 carat luôn á. Cái này mình nói chơi nha các bạn nha, cái này là tem logo vàng RON ha, tem logo vàng RON, khung copy Taiwan nha các bạn, khung copy ha, tem màu vàng RON nha các bạn, giống như là màu của vàng 24k gì đó, giống như màu vàng 24k. Và cái màu xanh này là màu xanh nhũ nha các bạn, xanh có nhũ nha, ra nắng là sẽ chiếu lóng lánh lên luôn. Đây là phiên bản nếu mà theo hàng chính hãng á, thì cái này gọi là phiên bản giới hạn á các bạn, nó như là một phiên bản giới hạn của hàng chính hãng ha, nó làm rất là tỉ mỉ các bạn. Cái này mình có thể đi được group mới group 105 G7010 8010 Ultegra G8010 ha, phanh vành ngàm hai ốc, nhìn rất là ngầu các bạn. Cái này gọi là dòng mới nhất luôn. Đối với những sản phẩm khung xe thì này gọi là dòng mới nhất ha. Các bạn có thể nâng cấp xe của mình lên xài phanh vành hắn gom. Là những cái chi tiết bên trong của cái phuộc các bạn. Và mình sẽ xài BB Grand các bạn nha, BB Grand không dùng nhất. Giá combo là 16 triệu bảo hành 2 năm lỗi đổi mới. Thì các bạn nào mà muốn đặt màu khác á, size khác thì liên hệ qua mình ha, có số điện thoại của mình trên màn hình, các bạn add Zalo vào nha. Và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn, mình sẽ ra nhiều cái sản phẩm tiếp theo cho các bạn xem ha. Rất là nhiều mẫu mã nha các bạn. Nhưng mà riêng cái XL7 này là mới nhất. Đây là cái lỗ để đi ra hắn sau nha các bạn. Chiếc này mình đi lên là giống như chiếc Pinarello Dogma F đó các bạn, đi y chang dây như vậy luôn. Chậu phần tay lái thì cái lỗ này là mình sẽ đi ra dây đề dây hắn nè. Hai lỗ dưới mình sẽ đi ra dây đề dây hắn, chậu ngón tay của mình đó, dây đề dây hắn. Dây hắn tước thì mình sẽ xuống ngay chỗ cái ngàm hai ốc này để mình bắt cái ngàm hắn hai ốc lên. Này là mình sẽ quay chi tiết luôn rồi hướng dẫn các bạn những cái phần mà đi dây chi tiết như vậy luôn nha. Đó, hắn tước mình sẽ đi xuống ngàm hai ốc như vậy. Còn ở trên cái phần tay lái á, nó có một cái lỗ. Đó, cái lỗ này mình sẽ lòn vào dây gọi là hắn đề sau, hắn sau, đề sau, đề trước, là mình sẽ lòn vô cái lỗ đó. Thì hắn sau thì mình sẽ ra cái lỗ này nha các bạn. Hắn sau sẽ đi ra lỗ này để bắt vào cái ngàm hai ốc này. Xài hắn ngàm hai ốc. Rồi phần mà dây đề trước, dây đề sau thì mình sẽ đi qua cái lỗ này ha, đi ra dây đề trước ha. Lỗ này thì mình sẽ đi ra cái dây đề sau. Nói chung là mình đi âm giống y chang như Dogma luôn bạn. Nhưng mà đó giờ đó, các bạn chỉ đi âm được dòng Pinarello Dogma F thôi, hoặc là Dogma F12 các bạn mới đi được âm sườn thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ là SL7 là có luôn, có luôn rồi các bạn nha. SL7 đã có luôn. Và cái này hiện tại là duy nhất Việt Nam mình chỉ có duy nhất cây này là đi phanh vành. Mình đi quay tổng thể lại ha, quay tổng thể lại cái màu này cho các bạn xem.
rất là đẹp các bạn, và nó sẽ không thua kém gì so với Dogma F hết. Thì một số anh chị rất là thích cái dòng X hoặc XL7 phanh vành, nhưng mà thời điểm trước giờ là chưa có, nên sự lựa chọn của anh chị là đi Pinagilo. Và video đến đây ngắn gọn vậy thôi các bạn nha, cảm ơn các bạn theo dõi.